Đây là một cái tổ vận động đã đến nhà bà con để vận động bà con ký nhận hỗ trợ đền bù. Nhà nước đã báo cáo với cấp trên, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình báo cáo cấp Ủy ban nhân dân thành phố là chỉ cưỡng chế xây dựng trái phép, không thu hồi. Mà ngày hôm nay chính quyền đưa lực lượng xuống tới nhà dân dụ dân ký để hỗ trợ đền bù với giá 7.050.000 đồng. Trong khi đó dân sử dụng đất từ năm 1954 đến nay chưa một lần tranh chấp, đã đóng thuế, đã sử dụng ổn định lâu năm, nhưng chính quyền đã trốn tránh trách nhiệm, không xác nhận cơ sở pháp lý trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay chính quyền đưa một lực lượng xuống để dụ dân ký và quát tháo ông cụ già 88 tuổi. Vâng, và họ không mang bất cứ hồ sơ nào, trong khi dân yêu cầu trưng ra những giấy tờ thu hồi của đất và những dự án, trưng ra những dự án mà chủ trương của Đảng Nhà nước hoặc là cơ quan chính quyền nào thực hiện. Nhưng họ không đưa ra được bất cứ một cái giấy tờ nào về dự án, phương án bồi thường cũng không có, mà đưa lực lượng xuống nhằm hù dọa và gây khó khăn cho người dân, hoang mang cho người dân. Trong 3 tháng nay người dân không có thu nhập, đói kém, mất nhà, mất cửa và đập trên 500 căn nhà. Sự thiệt hại của bà con lên tới gần 100 tỷ. Dạ vâng. Thưa quý cộng đồng mạng theo dõi và ủng hộ cho bà con vườn rau Lộc Hưng đang trong cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất như thế này, còn bị một ông cụ già không biết bao nhiêu tuổi đây, ông tên là gì mà ông xuống ông quát tháo bằng ông cụ 88 tuổi. Tôi yêu cầu dạ. Nè, em đừng có gặp nữa. Tôi yêu cầu. Dạ vâng. Đây, ông cụ 88 tuổi và ông chúng tôi nói yêu cầu quý vị cung cấp hồ sơ, mà không thì quý vị xin đi đi. Mà mất thì sao? Chính quyền làm chấm dứt dân chuyện được rồi. Đúng không? Chủ hộ đang yêu cầu vậy đó. Quan trọng là chi phí nào. Đây, bây giờ chỉ cái này thôi. Ông cung cấp hồ sơ chúng tôi mà không được yêu cầu. Bây giờ quan trọng bây giờ chỉ có cái bản quay báo cũng nói thông kia chứ. Còn bây giờ các vị công tác là tên gì, anh là tên gì, anh là tên gì, anh ghi hình tôi ghi hình anh là cán bộ, anh không có quyền ghi hình nè, chụp hình anh này, anh là cán bộ không có quyền ghi hình. Thưa bà con, đây là việc tổ công tác à, không có tên con. Đây là chị đâu nè, vâng, đây nè cái cách làm việc đây là tổ công tác. Dạ vâng, không tên gì hết. Thôi không tiếp nữa. Dạ vâng, tất cả đều tổ công tác, ông này tổ công tác à, ông này thì có tên đâu, tổ công tác thôi. Dạ có tên đây, còn kia chưa có tên, yêu cầu anh có tên đi, tên đi, yêu cầu có tên đi. Dạ vâng. Dạ, mà người dân mất đất, đập 500 căn nhà, thiệt hại gần 100 tỷ. Rồi đất người ta sử dụng từ năm 1954, người Bắc di cư vào miền Nam để sinh sống trong suốt mấy chục năm qua, mà nhà cầm quyền đã huy động lực lượng gần 1.600 quân để đập vào bà con vườn rau Lộc Hưng. Đây là một việc làm quá sai trái, mà còn đưa một lực lượng tới để làm đàn áp của nhân dân. Anh thấy rồi. Vô nghĩ là được rồi. Thôi anh làm nhiệm vụ của anh đi. Để cho nhiệm vụ của anh đi. Đi đi con tu túi đi kiếm thôi. Không phải em bây giờ. Bây giờ nhà. Có làm gì cho bằng cả anh được.